Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách biến mái tóc khô sơ, gãy rụng cũng trở nên óng ả mượt mà chỉ với một nửa củ hành tây. Không ai có thể phủ nhận, mái tóc sở hữu sức mạnh, nâng tầm nhan sắc cực ghê gớm. Chưa cần phải tạo kiểu này kia, chỉ với mái tóc tự nhiên đã suôn mượt, dày dặn, bạn đã ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài cuốn hút và chỉn chu. Và ngược lại, một mái tóc sơ rối, gãy rụng chỉ khiến diện mạo trở nên mệt mỏi, luộm thuộm và thiếu sức sống hơn mà thôi. Hiểu được tầm quan trọng của mái tóc đối với nhan sắc, nhiều chị em cực chú ý đến việc chăm sóc, bảo vệ tóc và tìm đủ mọi liệu pháp để mái tóc có được vẻ suôn mượt, bồng bềnh như mây, nhưng không phải ai cũng thành công. Hãy tham khảo bí kíp lột xác cho mái tóc dưới đây của Đẹp Online từ thứ nguyên liệu rẻ bèo sẵn có mang tên củ hành tây. Củ hành tây, loài thực vật nghe tên đã thấy cay xè mắt và có mùi cực khó ngửi này, hóa ra lại là thần dược đối với mái tóc. Vì sao nó lại có công dụng như vậy? Trước hết, củ hành tây có chứa lưu huỳnh, một nguyên tố có khả năng nuôi dưỡng nang tóc, da đầu, kích thích máu lưu thông để tóc của bạn mọc nhanh hơn, nhưng với kết cấu vô cùng chắc khỏe và khó đứt gãy. Thứ hai, hành tây còn chứa các thành phần kháng khuẩn giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng gàu, nấm da đầu. Và thú vị hơn nữa, thành phần oxy hóa có trong hành tây sẽ giúp bảo vệ mái tóc khỏi nguy cơ tóc bạc sớm. Vậy làm thế nào để chăm sóc tóc bằng hành tây? Các bạn cùng theo dõi nhé! Đầu tiên thì mình sẽ sơ chế hành tây để thu được nước cốt hành. Bạn lột sạch phần vỏ của hành tây đi. Sau đó thì bạn chỉ sử dụng 1/2 củ hành tây để xoay nhuyễn. Để dễ dàng xoay nhuyễn, các bạn thái một nửa hành tây thành những lát mỏng và cho vào cối mang đi xay. Sau khi xay thì lọc lấy phần nước ép và bỏ phần bã hành tây đi. Đây chính là bát nước ép hành tây sau khi sơ chế nó xong. Với bát nước này, mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách biến mái tóc khô sơ gãy rụng cũng trở nên óng ả mượt mà ngay tại nhà rất là đơn giản. Cách thứ nhất, hành tây kết hợp với nha đam. Nguyên liệu cần dùng ở phương pháp thứ nhất này là bát nước ép hành tây vừa sơ chế ở trên và một nhánh nha đam tươi. Với nha đam, các bạn bỏ hết phần vỏ xanh đi, chỉ thu lấy phần thịt trắng nha đam thôi nhé. Và các bạn có biết tại sao mình lại kết hợp thêm nha đam trong công thức thứ nhất này không ạ? Đó chính là trong nha đam có chứa thành phần mucin, có tác dụng điều tiết chất dịch ở tổ chức da, duy trì thành phần nước và chất nhờn, giúp làm đẹp da và mái tóc. Bên cạnh đó, nha đam có chứa thành phần vitamin nhóm B, có tác dụng thúc đẩy nang tóc phát triển. Acid salicylic có công dụng chống viêm, kháng khuẩn, vì vậy mái tóc sẽ không bị nấm và khỏe mạnh hơn. Với số thịt nha đam thu được, bạn sẽ dùng dao băm nhỏ nó ra.
sau đó đổ ra một cái bát. Tiếp đến thì bạn cho 2 thìa nước ép hành tây vào bát gheo nha đam và dùng thìa khuấy đều để chúng hòa tan vào nhau. Và rất nhanh thì chúng ta đã có được sản phẩm ở phương pháp thứ nhất này. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cách sử dụng hành tây tiếp theo. Cách thứ hai, hành tây và mật ong nguyên chất kết hợp với nhau. Tất nhiên thì nguyên liệu cần chuẩn bị sẽ là nước ép hành tây và mật ong nguyên chất. Mật ong thì có khả năng hút ẩm và khóa độ ẩm trong sợi tóc, dưỡng ẩm cho da đầu, tăng sức sống cho sợi tóc, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa nhiễm trùng da đầu, giảm gầu, chàm và vẩy nến. Cách thực hiện rất là đơn giản. Với 2 thìa mật ong, bạn sẽ cho vào 4 thìa nước ép hành tây. Sau đó thì khuấy đều hỗn hợp lên. Công thức này được coi là cách đơn giản nhất, phù hợp với các chị em bận rộn, không có nhiều thời gian trong việc làm đẹp của mình. Và các bạn có thể quan sát sản phẩm của phương pháp kết hợp nước ép hành tây với mật ong. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cách thứ ba, sự kết hợp giữa hành tây và chanh tươi. Ngoài nguyên liệu là nước ép hành tây đã sơ chế, bạn chuẩn bị thêm một quả chanh tươi. Với khoảng 5 thìa nước ép hành tây còn lại của nửa củ hành tây, mình sẽ cho vào 1/2 quả chanh. Bạn vắt và cắt chanh cho vào bát hành tây, sau đó dùng thìa khuấy đều bát hỗn hợp. Và cũng rất nhanh, mình đã thực hiện xong phương pháp thứ ba này, cũng như hướng dẫn xong 3 cách sử dụng hành tây để nuôi dưỡng tóc, nuôi dưỡng da đầu. Vậy cách sử dụng cho 3 phương pháp này như thế nào? Đầu tiên thì bạn sẽ làm ướt tóc cũng như da đầu bằng cách gội đầu sơ qua với nước. Sau đó thì dùng khăn bông lau bớt nước trên tóc và thoa hỗn hợp vừa thực hiện xong lên da đầu. Bạn nhớ thoa thật kỹ từ chân tóc đến ngọn tóc, đồng thời bạn cũng nên dùng các đầu ngón tay massage mái tóc nhẹ nhàng khoảng chừng 3 phút để các dưỡng chất có trong hỗn hợp thẩm thấu sâu và phát huy hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo, bạn sẽ dùng đồ ủ tóc ủ thêm khoảng thời gian là 30 phút nữa rồi gội sạch tóc với nước là xong. Mỗi tuần thì bạn nên thực hiện một trong 3 cách mà mình vừa chia sẻ trên khoảng 2 đến 3 lần. Và các bạn biết không, chỉ với một củ hành tây tương đối là nhỏ bé, lại dẻo bèo mà mái tóc của bạn nhận được từng ấy lợi ích thì bỏ qua mùi khó ngửi, bạn hãy dùng thử hành tây để chăm sóc tóc và sớm thôi, mái tóc mềm mượt chắc khỏe sẽ nằm trong tầm tay bạn đấy. Chúc các bạn luôn xinh đẹp! Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!